Xin chào anh chị, chào mừng anh chị trở lại với Talk Chứng khoán trong buổi tổng hợp thị trường ngày mùng 2, nhận định thị trường và các cổ phiếu ngày mùng 3 tháng 11 năm 2021. Trước khi đi vào nội dung phân tích, rất mong anh chị dành một chút thời gian để like và share video đến với những người quan tâm. Thì đầu tiên đi vào thị trường ngày hôm nay là nhận định đánh giá thị trường chung. Anh chị coi thấy, thứ nhất là thị trường chung thì VN Index anh chị thấy hôm nay là một phiên mua vào nhé, với khối lượng tương đối lớn. Tất nhiên là so với phiên ngày hôm qua thì không bằng, nhưng mà trong cái giai đoạn này nó là khối lượng tương đối lớn. Thì phiên hôm qua là một cái phiên phân phối anh chị nhé. Trong cái giai đoạn này này xuống lên thì đây là một cái phiên phân phối. Khi mà nó có một cái nhịp chạy và tăng điểm như thế này thì cái việc phân phối ở đây nó cũng diễn ra là bình thường anh chị nhé. Thì thông qua cái việc mà chúng ta đếm những cái phiên phân phối ở trong vòng 10 hay 15 phiên trong vòng khoảng 2 đến 3 tuần thì chúng ta sẽ đánh giá được cái mức độ chốt lời của các nhà đầu tư. Tuy nhiên ở đây thì mật độ phân phối thì nó cũng loãng, chưa vấn đề gì anh chị nhé, chưa ảnh hưởng gì cả. Nó vẫn là một xu hướng lên thôi. VN30 thì cũng vậy nhé. VN30 thì hôm nay là một phiên mua vào tăng 0,3% nhưng khối lượng ở mức gọi là trung bình. Cũng đây là cái phiên phân phối, đây là phiên phân phối nhé. Chưa có vấn đề gì nhiều anh chị nhé. HPX Index thì hôm nay là tiếp tục mua vào, đúng không? Buổi sáng thì nó bán ra trong buổi chiều kéo lên tăng 0,9%. HNX Index thì tăng 2,1%. Nói chung là đánh giá về thị trường ở đây thì nó vẫn là trong cái xu hướng lên. Thì bây giờ nó sẽ sinh ra, các anh chị sẽ có những cái câu hỏi, các cái mối quan tâm là thứ nhất là thị trường có rủi ro đến mức để chúng ta cần phải chạy hay không, hay là chốt lời vớt hay không. Thì giống như mình có chia sẻ với các anh chị, nó sẽ có hai cái tư duy ở trên thị trường chứng khoán. Thứ nhất là tư duy thỏ non, thứ hai là tư duy cáo già, đúng không ạ? Nếu các anh chị là người tư duy cáo già thì anh chị luôn 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 nhìn thấy rủi ro, lúc nào cũng nhìn thấy rủi ro, đúng không? Khi thị trường lên một nhịp thì chúng ta sẽ cố gắng chúng ta chốt lời để bảo vệ lợi nhuận của mình, đúng không? Còn tư duy thỏ non thì được hiểu là khi mà thị trường như thế nào thì chúng ta nên nghĩ nó là như vậy. Thì tư duy thỏ non nó sẽ phù hợp với trường hợp nào? Nó phù hợp, rất phù hợp trong giai đoạn thị trường đang cái xu hướng lên và cứ thế đi lên, hoặc là xu hướng xuống và cứ thế đi xuống. Như thế này thì tư duy thỏ non thì rất ok này, đúng không ạ? Và nếu nó xuống, nó cứ đi xuống như này thì tư duy thỏ non rất ok, bởi vì rõ ràng xuống là chúng ta ghi nhận xuống, đúng không? Nhưng mà tư duy kéo dài nó tốt cho anh chị trong trường hợp mà tại cái đây này, tại đỉnh này, đúng không ạ? Tại đỉnh thì đương nhiên tư duy kéo dài tốt, bởi vì nó cho chúng ta những cái tư duy ngược về phòng thủ, hoặc là ở những cái thời điểm mà ở đáy thì tư duy kéo dài nó giúp chúng ta dám bắt đáy, đúng không ạ? Tuy nhiên ở đây thì mình nói rồi, tư duy thỏ non thì nó có một cái lợi thế là chúng ta sẽ kiếm được rất nhiều lợi nhuận. Nhưng mà cái nguy hiểm là có thể đâu đó thì chúng ta sẽ không phân biệt được đỉnh và đáy, đúng không ạ? Mà cái việc cố cố thì cố thì có thể dẫn đến sai lầm. Còn tư duy kéo dài thì gì, nó sẽ giúp cho chúng ta an toàn nhưng chúng ta sẽ không có những lợi nhuận lớn, đúng không ạ? Do vậy là nó sẽ có hai thứ mà chúng ta luôn luôn phải kiểm soát, thứ nhất là thị trường và thứ hai là cổ phiếu nhé. Cổ phiếu một cổ phiếu mà tăng được thì thị trường chung sẽ đóng góp 30% và cái nhóm ngành nó sẽ đóng góp khoảng 30%, và cổ phiếu sẽ là 30% chính nó. Do vậy là cái việc mà chúng ta quản trị danh mục á, nó bao gồm quản trị từ việc thị trường chung cũng như là cổ phiếu đấy. Thì nếu mà thị trường như thế này đi lên nhé, thì theo cái cách tiếp cận của mình thì mình luôn luôn là ghi nhận hiện tại là thị trường đang xu hướng đi lên, đúng không ạ? Đang xu hướng đi lên, tất nhiên là chúng ta sẽ phải đếm cái mật độ phân phối, điểm gì để xem là nó đang cân bằng. Nhà đầu tư người ta đang tập trung vào cái việc là người ta tập trung vào cái việc người ta đang tiếp tục mua vào hay người ta đã chốt lời cổ phiếu anh chị nhé. Thì đó là cái cách tiếp cận của mình. Thì ở đây nói chung là thị trường vẫn ok nhé, các anh chị nắm giữ cổ phiếu thôi, cái chiến lược là nắm giữ cổ phiếu, và nếu mà cổ phiếu đẹp anh chị cũng có thể xem xét mua thêm. Thì cái đây anh chị có thể tham khảo với thị chỉ số này nhé, đây là số lượng cổ phiếu tốt. Thì đây là số lượng những cái cổ phiếu tốt mà có thanh khoản, các anh chị thấy nếu bình quân cả thị trường á là số lượng cổ phiếu tốt này tiếp tục gia tăng nhé, và trên cái đường trung bình này điểm số thì tiếp tục gia tăng và tăng 1,8% anh chị nhé. Như vậy thì là thị trường khá là ok, đúng không? Số lượng cổ phiếu tốt khá ok. Các cái nhóm ngành mạnh yếu thì nhìn nhóm ngành mạnh yếu thì nó sẽ giúp cho chúng ta điều gì? Thứ nhất là nếu các anh chị nhìn thấy rất nhiều nhóm ngành mạnh và là nhóm ngành lớn và mạnh nhất thị trường chung á, thì chứng tỏ là nó sẽ tốt, đúng không? Các anh chị thấy VN Index mình đang so sánh với cái ngày đáy gần nhất nhé, là cái ngày 21 tháng 10 này. Các anh chị nhìn VN Index là tăng 4,9%, VN30 là tăng có 2,2% thôi, đúng không? Trong đó cái cổ phiếu tốt nó đang tăng là 8,9%, rất là nhiều, đúng không? Vậy thì là rất nhiều các cổ phiếu như mid cap, đúng không ạ? Thì nó tăng rất là tốt đấy. Thì các anh chị nhìn đây, các anh chị thấy này,
Đây là các cái nhóm ngành mạnh này. Ở đây nếu nhìn vào đây nhá thì các anh chị thấy là như nếu như thế này thì cái này 8,9% á. Thì những cổ phiếu lớn, cổ phiếu vốn hóa lớn ví dụ như VN30 thì nó đang tăng ít hơn so với những cổ phiếu mid cap, đúng không ạ? Thì nhìn đây thì chúng ta sẽ thấy nếu mà nhìn góc độ rủi ro thì chúng ta sẽ thấy là có những cái rủi ro nhất định một chút, đúng không? Bởi vì rõ ràng là các anh chị nhìn thấy cái ô này đang nằm thiên lệch ở phía trên này, đúng không? Nếu nó lệch ở phía dưới này này thì lại ok hơn, hoặc là các cái cổ phiếu nhóm nhóm lớn á, ví dụ như cái nhóm để ở trên này các anh chị thấy nhá, mạnh nhất thì chung ở đây chủ yếu là có nhóm xây dựng này, có 57 cổ phiếu này, đúng không ạ? Dịch vụ của hỗ trợ kinh doanh này, 4 cổ phiếu này, đúng không? Xây dựng xây lắp này là nhiều này, bất động sản này, bất động sản rất là nhiều nhé, 54 cổ phiếu này, nông sản này, đúng không ạ? Đây tiếp tục bất động sản này đấy, thiết bị viễn thông, đây là một số cái nhóm nhỏ. Ngoài ra nếu những cái nhóm này mà nó nằm phía trên thì sẽ tốt hơn cho chúng ta, ví dụ như là chứng khoán, dịch vụ vận tải, phụ kiện, đúng không ạ? Đây các anh chị nhìn những nhóm này này đang yếu hơn một chút so với cái chỉ số chung. Khai khoáng này, sản xuất điện hôm trước thì mạnh hơn, bây đang yếu hơn rồi, đúng không ạ? Hóa chất cơ bản này đấy yếu hơn một chút. Tuy nhiên là nếu các chị đang nằm giữa những cổ phiếu bùng nổ mà nằm trên cái nhóm này thì quá tuyệt vời, đúng không? Những cái phía trên này là tuyệt vời nhé. Nói chung là cứ canh cứ chia trung bình nha, có thể đâu đó nó thấp hơn cái chỉ số bình quân này một chút thì cũng không vấn đề gì, không vấn đề gì. Nhưng mà ở đây chúng ta lưu ý là nếu mà các cái nhóm cổ phiếu chúng ta mà bùng nổ mà nằm phía trên này thì sẽ là an toàn, nằm phía dưới này thì nên ưu tiên những cái nhóm mà nó kiệt vốn thôi anh chị nhé. Đó thì anh chị đấy là các cái nhóm ngành về các cái cổ phiếu mà cho cái điểm mua bùng nổ ngày hôm nay. Thì ở đây thì các anh chị thấy là cái file Excel này thì mình sẽ gửi cho các anh chị hàng ngày trong cái nhóm VIP. Các anh chị mà không thuộc cái nhóm VIP á mà muốn nhận file này thì vui lòng là các anh chị có thể là vui lòng là like video, comment video, sau đó inbox của mình qua qua Zalo thì mình sẽ gửi tặng anh chị cái file này nhé. Thì đây là cổ phiếu bùng nổ, các anh chị xem đây này. Đấy. Lượng cổ phiếu hôm nay bùng nổ thì khá là nhiều nhé. Hơn 100 cổ phiếu cơ. Nó nằm nhiều ở nhóm bất động sản này, chứng khoán này, đúng không? Hóa chất này, vận tải này, khai khoáng này, thiết bị vật liệu xây dựng và xây dựng rất là nhiều, đúng không? Dòng tiền vào đây rất là nhiều. Nhất thì các chị mà nắm giữ cổ phiếu những cái dòng này thì đương nhiên là yên tâm bởi vì dòng tiền nó đang vào mà, đúng không? Đấy, các cổ phiếu mạnh nhất này. Cổ phiếu mạnh nhất là những cổ phiếu mà tăng nhiều, đúng không ạ? Và có cái dòng dòng tiền đang vào khá mạnh nhé, dòng tiền mạnh. Khối lượng liên tục gia tăng nhé, thì nó chủ yếu nhóm ở bất động sản này cũng nhiều đấy, cổ phiếu mạnh nhất rất là nhiều, đợt này thị trường rất là tốt, đúng không? Nếu mà để an toàn danh mục thì các anh chị chỉ cần MA10 là cũng ok rồi nhé, các anh chị có thể sử dụng các cổ phiếu nhóm MA10 này là ok rồi. Đấy. Ngoài ra có các cổ phiếu volume kiệt dần này, cổ phiếu lên kênh trên này, đấy thì các anh chị là lưu ý là đối với các cái cổ phiếu cho cái điểm mua bùng nổ ngày hôm nay. Xin lỗi các anh chị, quyết về lưu một chút. Các cổ phiếu cho cái điểm mua bùng nổ ngày hôm nay thì anh chị có thấy là hôm nay có rất nhiều cổ phiếu bùng nổ, như một số cổ phiếu cho điểm mua bùng nổ này. Mình xóa với cái này đi. À, cổ phiếu cho điểm mua bùng nổ hôm nay anh chị thấy là có mấy cổ phiếu chứng khoán, đúng không? BVS này, BVS chứng khoán nó có mấy cổ phiếu cho điểm mua bùng nổ ngày hôm qua rồi, hôm nay có BVS này, BVC này, thiết bị vật liệu xây dựng thì có BTS và HOM nhé. Đây là bốn cái cổ phiếu này, thì bây giờ mình sẽ cùng anh chị để xem đồ thị nó nhé. BVS này, đúng không? BVS đây thì các anh chị thấy rõ ràng điểm mua bùng nổ, đúng không ạ? Đây là sau một điểm rơi này, khối lượng rất kiệt này, kéo lên vài phiên nó rũ tiếp này, kiệt vô này, đúng không ạ? Cổ phiếu BVS này nhé, các anh chị xem lại kênh của mình thì mình đều phát hiện ra cổ phiếu này nhé, mình phát hiện nó ra từ những cái phiên nó test này rồi cơ, đúng không? Các anh chị xem thì đã có những cái chia sẻ về việc mua cổ phiếu này từ những cái điểm, từ cái điểm này này anh chị nhé. Đây này, đây là cái điểm mua lần một mình chia sẻ với các anh chị này. Đây là một phiên spring này, đây là một cái phiên test này, đây là test cung này, đúng không? Test là cung á, đúng không? Hoàn toàn cổ phiếu này anh chị xem là mình đã mua từ những cái phiên trước rồi nhé, không phải là hôm nay mình mua đâu, đã mua từ những phiên trước rồi. Hôm nay tất nhiên là hôm nay thì nó là khẳng định là dòng tiền vào rất là tốt, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể mua được những cái giá tốt hơn từ những cái phiên trước anh chị nhé.
Đó là cái nguyên tắc tìm kiếm cổ phiếu của VietA. Nếu các chị mua cổ phiếu VietA sau này nó bùng nổ theo Ken Slim thì quá tuyệt vời đúng không ạ? Nhất thứ hai là PVC. PVC chị nhé, đúng không? Đây là một cái, đây là một cái nhịp trước này là 59%. Như vậy này. Sau một nhịp rũ này, các chị thấy khối lượng nó kiệt dần này, đúng không? Thì đây là một giống như là một cái phiên rũ bỏ. Rũ bỏ nhé, thì đây là kiệt vôn này. Đúng không? Thì chúng ta mua cổ phiếu này, chúng ta đã mua từ những phiên này rồi cơ. Tại sao thế? Bởi vì các chị đã thấy trong cái nhịp sideways này, các chị thấy đây là đáy này, đúng không? Đây là một cái phiên no supply này, đúng không? Sau đấy này thì ok nhá, chúng ta hoàn toàn có thể mua từ những phiên này rồi cơ chị nhé. Đây là home home thì các chị nhớ đây, đây là một cái khối lượng nó lên đỉnh cao nhất ở đây này, xong rồi nó sẽ, đây là sideways này, khối lượng kiệt dần này đấy, thì các chị nhớ thì đây là nơi để mua bùng nổ nhé. Home này, BTS, BTS, BTS các chị nhìn đây là một cái nhịp chạy này tăng 125% đúng không ạ, xong mình sideways này đúng không ạ, hoàn toàn cái này có anh chị có thể cho nó nhỏ ở đây được nhé. Đấy anh chị thấy đúng không, đây là cái phiên này là phiên rũ này, rũ xong kéo lên này, bản chất phiên này nó là một spring như chị nhé, xong đây này. Kiệt vôn này đúng không, cổ phiếu này thì quá là đẹp đúng không, điểm mua rất là đẹp đây đúng không, đây là điểm, đây là một cái điểm điểm test cái phiên này này, test lại cái bán của phiên này này đúng không, đồng thời nó là một no supply, phiên này bùng nổ là một điểm rất đẹp anh chị nhé. Vậy chúng ta có bốn cổ phiếu này, thì các cổ phiếu cho điểm mua kiệt vôn là những cổ phiếu nào anh chị có thể tham khảo là CNG và PGS, hai cổ phiếu trong phân khối dầu khí nhé các anh chị nhé. CNG, CNG có cái chị thấy đây, đây một nhịp nhịp lên trước của nó là tăng 74% này, bắt đầu du 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 này, khối lượng kiệt dần này đúng không, các chị thấy bắt đầu rũ đây này, kéo lên này, rũ tiếp này, hôm nay rũ xuống không được kéo lên này đấy. CNG thì này là để mua kiệt vôn đấy chị nhé, đây để mua kiệt vôn. PGS, PGS đấy, các chị thấy nhé, đây là một nhịp trước của nó là tăng 86% này, mình rũ này đúng không, này, này kéo xuống không được, rũ xuống không được kéo lên này, thì CNG PGS là hai cổ phiếu cho điểm mua kiệt vôn này rất là đẹp đúng không anh chị nhé. Thì rà soát danh mục ạ, rất nhiều anh chị có hỏi về rà soát danh mục, thì theo mình thấy là anh chị cứ nhìn vào những cái cổ phiếu mà nhìn ở trên trên MA10 này này, các loại trên MA10 ok thì anh chị cứ yên tâm nhá, nếu cổ phiếu nào thì cứ yên tâm thôi, không vấn đề gì nhé. À, các chị lưu ý nhé, trong các cái điểm mua lúc nãy mình có nói về điểm mua bùng nổ, điểm mua cổ phiếu kiệt vôn này này, thì nếu mà các chị phải 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 phải, phải lưu ý nhé, khi mà quyết định mua là chúng ta phải có những cái mức chốt lời kỳ vọng, có thể là đánh ngắn T3 T4 này, hoặc là đánh theo trend hết trend anh chị nhé đúng không ạ, hoặc là có thể kỳ vọng là 20-25% theo Ken Slim, và cái nguyên lý cắt lỗ là 7% từ giá mua nhé, không được lỗ nhiều hơn, và anh chị có thể dùng cái mức giá thanh lý, hoặc là dùng MA10, MA20, hoặc là dùng nền để các anh chị cắt lỗ cổ phiếu. Ví dụ mua các cổ phiếu kiệt vôn thì anh chị có thể dùng dùng nền đúng không ạ, còn một cổ phiếu mua bùng nổ thì có thể dùng MA10 đúng không ạ, đấy thì một số cái nguyên lý mà mình cũng nói rất nhiều rồi anh chị nhé. À, tuy nhiên là để rà soát về về danh mục thì mình sẽ rà soát, mình sẽ không rà soát hết được đâu, mình rà soát một số nhóm thôi, có thể các anh chị thấy thứ nhất đây ví dụ nhóm xây dựng xây lắp này, mình rà soát này, xong rồi nhóm chứng khoán này anh chị nhé, xây dựng xây lắp này, bất động sản đi, xây dựng xây lắp bất động sản chúng ta sẽ chọn những cái rà soát theo nhóm ngành này, chọn theo nhóm cổ phiếu mạnh nhất anh chị nhé. Đấy. Chúng ta thấy bất động sản nhé. Đấy các chị thấy này, VC3 này, mặc dù nó là bó cung nhé. Mặc dù nó là bó cung. Cổ phiếu này là bó cung nhưng mà các chị thấy trong tiền vào nó cứ tăng này. Đúng không? Thì rất là kinh đúng không? Đây để mua bùng nổ này. Đấy thì tăng rất là mạnh đấy, đúng không? Đấy. VCR này, ok đúng không? Những cổ phiếu này các chị nắm giữ và kiếm lợi nhuận thôi. Đúng không? Đây, DTA này, đúng không các chị? Thấy tăng này, đúng không? Đây một nhịp nghỉ thôi. Đúng không? Cái này nắm giữ bệnh những cổ phiếu này chúng ta không mua đuổi được nữa nhé. LDG thế này, đúng không? Để mua bùng nổ này. Những cái phiên này các anh chị xem lại chắc chắn là có nhé. Trên kênh có chứng khoán chắc chắn là những cái phiên như này chúng ta đều phát hiện ra những cổ phiếu này. Ở CSC này các chị thấy không? Đây để mua bùng nổ này. Chạy rất là kinh đúng không? Mình đã vẽ ra cả cái nền đây rồi này, đúng không các chị? Đấy. Nam Long. Nam Long. Nam Long rất là mạnh đúng không ạ? Đấy, cái thế kiếm lợi nhuận thôi. Không có điểm mua nữa, chúng ta nắm giữ thôi. Không điểm mua nữa
NBB đấy, những cổ phiếu này đều không có điểm mua, đều nắm giữ thì ok này. Các chị chưa phải vội chốt lời nhé, chúng ta đánh theo sóng dòng thì có thể khi nào nó hết hết dòng nhá thì chúng ta sẽ bán, hoặc là nó có những cái uptrend khối lượng lớn và sau đó những cái phiên bán ra lớn thì chúng ta cũng có thể chạy, hoặc là khi thủng MA10 chúng ta cũng có thể chạy như vậy nhé. Còn cơ bản đây là sóng dòng thì rất là mạnh, HLD này đúng không, các chị thấy rất là mạnh luôn đúng không, SCR này, những cổ phiếu đều nắm giữ và cho lợi nhuận rất tốt nhé. Nhìn nó tận đây này anh chị này. Đấy. Ok nhé, ITA nhé. Đất xanh nhé. Đấy, các chị thấy đúng không? Là bất động sản thì rất là ok. Chúng ta sẽ không mua đuổi nữa. IDG nhé, IDG nhé. IDG này bản thân mình cũng mua từ những cái phiên ở dưới này. Test ở dưới này. Đấy. Hiện nay vẫn còn nắm giữ. Đấy các chị này, đích này, đúng không? Các anh chị thấy đúng không? Đúng ạ. Mình chia sẻ với các anh chị rồi, có cái nguyên lý là đúng thì phải là lợi nhuận lớn đúng không? Sai thì chấp nhận rút bỏ, đúng không? Các chị mà sẽ theo dõi kênh của Thóc Chứng Khoán nhé, mình khẳng định là các chị những cổ phiếu này chúng ta đều phát hiện ra hết. Tất cả những cổ phiếu chạy chúng ta đều phát hiện ra hết. Như chị nhé. Và đương nhiên là nó sẽ không thể đúng được hết, không đều đúng hết, nhưng mà mình tin rằng cái việc mà chúng ta chỉ cần đúng 50% cái số lượng cổ phiếu đó, thì đã cho chúng ta một cái khoản lợi nhuận khá là ổn rồi đúng không. Các anh chị thấy nhé, trong 10 cổ phiếu mà chúng ta đúng 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 5 cổ phiếu, mà với 5 cổ phiếu đúng chúng ta đều có lợi nhuận khoảng từ đây từ 35 lên đến bao nhiêu, 50 đúng không ạ, bao nhiêu phần trăm ạ, thế nhìn đây 55% đúng không, nếu đúng cho chúng ta những cái lợi nhuận từ khoảng 40 50%, mà nếu sai sai thì chúng ta chỉ bị lỗ từ khoảng 3 đến 5% thôi, tối đa không có 7%. Vậy thì nếu cái việc mà chúng ta chỉ cần đúng 50% mà đã cho chúng ta những cái cơ hội kiếm tiền rất là ổn rồi đúng không ạ? Và cái game đấy chúng ta hoàn toàn có những cái cơ hội chiến thắng. Đấy thì anh chị theo dõi thường xuyên cái kênh Thóc Chứng Khoán thì anh chị cũng sẽ thấy đúng không? Mình nghĩ là ít nhất 50% số lượng cổ phiếu mà chia sẻ cho các anh chị thì đều có những cái sự đúng đắn đúng không ạ? Và đúng ở đây không phải là đúng một T3 T4 đâu, và đều cho những cái lợi nhuận rất là ổn. Từ 40 đến 50% anh chị nhé. Đó, tiếp tục này, đấy, PVL này, đúng không? VLC này, những cổ phiếu này chúng ta đều phát hiện ra hết nhé. VLH này, đây là H, đây là nền 1 này, đây nền 2 này, đúng không? Chạy tiếp bù luôn rồi, bất động sản rất là mạnh, đúng không? TDC, TG, những cổ phiếu này đều nắm giữ được hết nhé. ITC, đúng không ạ? Nhà Thủ Đức này thì nó không phải là cổ phiếu xuống lên thôi. Đấy. Tiếp này, VPH này, NDN này đều nắm giữ ok hết anh chị, tất cả những cổ phiếu đều rất đẹp. Các chị thấy đây có đúng là sóng dòng không? Sóng dòng đúng không? Đa phần mấy cổ phiếu phía dưới này thì yếu hơn thôi. Nhật Từ Liêm này ok này, đúng không ạ? Mấy cổ VIX này thì là khối kênh dưới xuống xuống này không không tính rồi. Mấy cổ phiếu này thì xấu hơn. HDG thì vẫn ok nhé. Đấy. Hầu như dòng bất động sản rất ok nhé chị nhé. Tiếp theo là đến dòng xây dựng. Xây dựng xây lắp đây các chị thấy này đúng không, L14 này lợi nhuận rất tốt này đúng không, CG này, VC7 này, đây nhá các chị thấy nhá, chúng ta đều phát hiện ra nhá, chúng ta chỉ cần nhìn vào ngành nhá đúng không, xây dựng xây lắp là biết ngay nó mạnh này đúng không, nhìn vào bất động sản là biết ngay nó mạnh này, nhìn vào nông sản các chị cũng biết nó mạnh. Thông thường thì những cái dòng ở trên mạnh hơn thị trường chung này là những cái dòng ổn nhất đấy chị nhá, đó là cái nguyên tắc như thế. Đấy, V21 này, DID là những cổ phiếu đều nắm giữ hết này. Đấy. DPG nắm giữ ok này. HBC nhé, nắm giữ ok nhé, đây để mua bùng nổ này, đúng không? Đấy. Những cổ phiếu này chúng ta đều phát hiện ra hết là những cái điểm mua bùng nổ nhé. Hút này, đúng không ạ? IDC nhé. NDX nhé. Hút nhé, đều về không có điểm mua nữa rồi, vì chúng ta không mua được rồi vì nó xa nền rồi. Cái gì nhé? Chúng ta chỉ mua khi mà nó cách nền này khoảng 5% thôi, 5% đổ lại thôi. Đấy. VNE nhé, UDG nhé, đấy. PXS nhé, các chị thấy nó rất là ok nhé, EVG nhé, HVH nhé, VDB nhé, L18 nhé, đều những dòng rất mạnh, TLD nhé, SD9 nhé, ok anh chị nhé, đấy là những cái dòng rất là mạnh. Mình sẽ giả soát cho anh chị nhóm chứng khoán và nhóm ngân hàng đi, chứng khoán và ngân hàng nhé.
chứng khoán ngân hàng và dịch vụ vận tải. Chứng khoán, ngân hàng và dịch vụ vận tải. Chứng khoán này. Chứng khoán này nhiều cổ phiếu cũng rất là ok nhé. Đấy, APS này, các anh chị thấy ok. Không có điểm mua nhá, nền nó vừa nền tại đây này. Các anh chị không điểm mua nắm giữ thôi. Đấy. VFS này. Ok đúng không? Nắm giữ ok đúng không? Điểm mua bùng nổ đây. Đúng không ạ? VVS đúng không? Điểm mua bùng nổ đây đúng không? Chạy rất là tốt. BSI đúng không? BSI thì nó khối lượng nó không rõ điểm mua bùng nổ nhưng mà nó chạy rất là ok này, đúng không? VIX các anh chị thấy đúng không? Điểm mua bùng nổ này, đúng không ạ? Khối lượng vào này đúng không? Vượt nền này. Ok nhá. TVS, TVS điểm mua bùng nổ. Những cổ phiếu này đều có trong danh sách hết đấy anh chị nhá. Đấy, BVS thì hôm nay điểm mua bùng nổ đúng không ạ? VND, VND đây mua bùng nổ đây. Vẫn chạy. Cổ phiếu VND này chúng ta đã phát hiện ra từ những cái phiên này rồi nhá anh chị nhá, từ những cái phiên test cung này nhá. Đấy, phiên khối lượng thấp này. Nhưng các anh chị nhìn cổ phiếu khối lượng cao thì là tốt nhưng mà khối lượng thấp nó là tín hiệu tốt nếu chúng ta biết cái câu chuyện nó là cái gì diễn ra với cổ phiếu đúng không? Và cái xu hướng hiện tại của cổ phiếu là như thế nào? Thì chúng ta hoàn toàn có những kịch bản mua rất là hợp lý. Đấy. MBS này đúng không? Dòng tiền vào anh chị thấy đúng không? Những cái khối lượng như này. Đấy, dòng chứng khoán rất là ok nhé chị nhé, dòng chứng khoán anh chị nắm giữ ok nhé. Một số cổ phiếu mà vẫn gần nền này anh chị vẫn có thể mua được nhé. Một số cổ phiếu gần nền thôi, những cổ phiếu như chạy rồi thì chúng ta sẽ khó hơn. SHS này cũng vượt đỉnh hết này, đúng không? Bản Việt này thế này, vượt đỉnh hết này, đúng không? Các chị chạy đây để mua bùng nổ này. Đúng không? FTS này để mua bùng nổ này, đúng không các chị? Có cái gì phải lo đâu đúng không? Việc của chúng ta là chỉ cần đúng công thức và chúng ta triển khai thôi anh chị nhé. Đấy, TCI này, đấy, những cổ phiếu như này chứng khoán thì ok nhé. Nói chung chứng khoán này chị nắm giữ thôi, cơ bản là ok, trừ mấy cổ phiếu yếu như BMS thì không. À đây, ok, nước sạch của cái này chạy ác này. Di chuyển đến đây. Ok nhé, chị đề mua nó đây, nó chạy rất kinh. Chứng khoán này, dịch vụ vận tải và ngân hàng nhé. Dịch vụ vận tải ok chưa? TMS ok chưa anh chị? Đây, nền của nó đây, chưa chạy nhé, của này chưa chạy. Đấy. HHV này thì chị thấy đây nó vẫn trong nền nhé, nó vẫn trong nền và khối lượng như thế này thì không phải là quá đẹp đúng không? Như này thì đúng ra những cái phiên bán ra nó khối lượng phải thấp hơn thì sẽ đẹp hơn. SGP đúng không? SGP các chị thấy này, đây là điểm mua bùng nổ của nền này, đúng không? Đây những cái điểm test này. Như này là hợp lý nhé, vẫn ok các anh chị nắm giữ cổ phiếu này được nhé. Nắm giữ ok đấy. DXP, DXP thì có sự bán ra nhé, chúng ta theo dõi thêm. Đấy, TCD chạy này. MHC nhé, MHC thì nó không phải vượt là cổ phiếu vượt đỉnh. Nhưng mà đây nó cũng có một cái đoạn xu hướng được 44% rồi đúng không, như này nó là một cái điểm bùng nổ như này vẫn ok nhé. Đấy, VSC, VSC thì nó đang ở tích lũy nhé, nó sẽ cần kiệt vốn hơn ở cái vùng kháng cự cũ anh chị nhé. GMD này, GMD thì khối lượng hơi cao, các anh chị thấy như đây là khối lượng nó thấp như này đúng không, nhưng mà đoạn này này là khối lượng hơi cao, khối lượng hơi cao thì là không đẹp nhé. Khi mà nó những cái đoạn này này khối lượng nó phải thấp thì nó mới đẹp, thì nó sẽ nói điều gì, chứng tỏ là không, nhà đầu tư người ta rất là bình lặng, những nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu rất bình lặng, người ta không 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 không, không lo lắng hoặc không bán ra mua vào đúng không. Như này thì người ta cũng đang những có sự lo lắng nhất định thì ở đâu đó thì nó sẽ không chặt chẽ anh chị nhân, nó sẽ không chặt những cổ phiếu lúc nào mà trong nền này chúng ta cần nó phải khối lượng nó phải chặt hơn nhé anh chị nhé. Đấy. Như này là khối lượng hơi cao, đoạn này khối lượng cao hơn đoạn này này. Nói chung dòng dịch vụ vận tải này thì phải cần quan sát nhé, khối lượng nó chưa phải quá đẹp. Đối với dòng ngân hàng thì sao? Ngân hàng này KLB nhé, KLB thì điểm bùng nổ này đúng không, nhưng mà nó vẫn là trong cái vùng kháng cự cũ chứ không đẹp. CTG để xu xuống rất rõ này đúng không, không đẹp. EIB để đây xu xuống rất rõ này, e có mỗi EVF là lên thôi, trên nền này bùng nổ lên. Chung các cổ phiếu ngân hàng này đều ở, toàn ở phía dưới vùng hỗ trợ đây chị nhé, không đẹp, cơ hội thấp lắm, cơ hội thấp, đều sideways và đi xuống hết chị nhé. Thì dòng ngân hàng này thì sẽ
sẽ là khó để kiếm tiền ngay nhé, khó để kiếm tiền ngay, bởi vì nó chạy chạy theo dòng mà, đúng không? Các chị thấy dòng bất động sản nó mạnh thế mà, đúng không? Ok nhé anh chị nhé, thì hôm nay mình nhận định một số nhóm như vậy. Thì anh chị nào mà có cái câu hỏi á, thì vui lòng là comment ở phía dưới video, thì mình sẽ giải đáp, hoặc là sẽ mình sẽ làm các cái video, các cái phân tích ở những cái buổi tiếp theo. Thì hy vọng những cái thông tin phân tích nhận định ở đây thì phần nào giúp ích cho anh chị hoạt động đầu tư chứng khoán của mình. Thì các chị đừng quên là subscribe kênh và nhấn nút quả chuông để nhận các cái bản tin mới nhất từ Thao Chứng Khoán. Ok, chào tạm biệt các anh chị, chúc các anh chị đầu tư thành công và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.